giải quyết nhóm Nghệ Tĩnh bài toán quá tầm của Tô Lâm. Nghệ An và Hà Tĩnh là hai nhóm lớn trong số các ủy viên Trung ương Đảng lẫn ủy viên Bộ Chính trị đồng nhất nhì trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nghệ An và Hà Tĩnh lại gần nhau về mặt địa lý cũng như trong tương đồng về chất giọng và ngôn ngữ địa phương. Hai tỉnh này trước đây thuộc về Nghệ Tĩnh. Hai nhóm này cũng đang liên minh, liên kết giữa các sân sau khiến cho sức mạnh ngầm mạnh hơn bao giờ hết so với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Cả hai nhóm đều lợi dụng sự ủng hộ của Nguyễn Phú Trọng để mà bành trướng. Trong ban bí thư, vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được ông Trọng giao cho một người Hà Tĩnh, vị trí trưởng ban nội chính Trung ương giao cho một người Nghệ An. Hiện ông Tô Lâm rất khó bứng hai vị trí này đi, bởi lẽ cần thời gian và cả sự may mắn thì Tô Lâm mới có thể dọn được hai di sản này của ông Trọng. Ông Tô Lâm thì thắng lớn là nhờ khả năng chớp thời cơ, tận dụng tối đa sức mạnh của Bộ Công an và thời điểm mà sức khỏe của ông Trọng cạn kiệt để mà ra tay, nên ông đã thắng lớn. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cũng gặp may vì sức khỏe của ông Trọng đã trở nên nguy kịch sớm. Nếu ông Trọng có thể sống qua đại hội lần thứ 14, thì lúc đó ông Tô Lâm khó có cơ hội được ngồi vào ghế tổng bí thư. Hiện nay, lực lượng của phe Hưng Yên trong Trung ương Đảng vẫn còn mỏng hơn phe Nghệ An và Hà Tĩnh rất nhiều. Vì vậy, ông Tô Lâm phải đánh dẹp hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh để mà tạo ra chỗ trống cho người của phe Hưng Yên thay thế vào. Ngoài ra, với tổng cộng 4 ủy viên Bộ Chính trị và 20 ủy viên Trung ương Đảng mà phe Nghệ Tĩnh vẫn là đối thủ nguy rất lớn với phe Hưng Yên. Bằng việc đưa Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh lên thớt, ông Tô Lâm đang muốn cắt sợi dây liên hệ giữa hai phe này. Tuy nhiên, ông Khánh chỉ là một ủy viên Trung ương Đảng, ông bị dụng thì cũng không làm cho phe Hà Tĩnh yếu đi bao nhiêu. Cần phải loại được những nhân vật tầm cỡ ủy viên Bộ Chính trị hoặc có cơ hội vào Bộ Chính trị cao như Hồ Đức Phước hay Trần Hồng Hà thì mới có tác dụng. Nguồn tin nội bộ cũng từng cho biết Tô Lâm chuẩn bị hồ sơ để hạ Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc. Ông cũng đã tiến hành những bước cần thiết như bắt giam Nguyễn Văn Yên, cấp phó của Phan Đình Trạc, và tấn công vào công ty Cây Xanh Công Minh để lật Trần Cẩm Tú. Tuy nhiên đến nay, ông vẫn chưa thể khiến hai nhân vật trên bị lung lay. Xem ra hai ủy viên Bộ Chính trị hàng đầu của hai nhóm này không dễ gục ngã như Tô Lâm mong muốn. Ngay trong ban bí thư, Tô Lâm không muốn tiến hành phe Hưng Yên hóa cũng không dễ dàng một chút nào. Lên tổng bí thư chỉ mới được hơn 2 tháng, thời gian chưa đủ lâu để Tô Lâm có thể sắp xếp lại ban bí thư, đồng thời dọn dẹp hết những di sản mà ông Trọng để lại. Ông muốn có sức mạnh thì người của ông phải chiếm đa số các vị trí quan trọng trong ban bí thư như ông Trọng đã từng làm trước đó và rất thành công để bảo vệ chiếc ghế tổng bí thư lâu dài. Đánh Đặng Quốc Khánh thì chỉ mới cắt được một cọng rễ kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Cắt một rễ thì chưa thể khiến cho cây phải chết. Ông Tô Lâm cần phải làm nhiều hơn nữa, cần đánh vào những nhân vật lớn hơn, có sức ảnh hưởng hơn ông Đặng Quốc Khánh. Việc đánh văng ông Vương Đình Huệ dễ dàng, không có nghĩa là đánh Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú cũng dễ dàng như vậy. Nếu những nhân vật mà ông Trọng để lại trong ban bí thư dễ bị đánh gục, thì ông Tô Lâm đã ra tay. Những người còn lại này, mà đặc biệt những người gốc Nghệ An, Hà Tĩnh, đều là những đối thủ khó hạ đối với Tô Lâm. Từ nay đại hội 14 chỉ còn có một năm, chúng ta hãy cùng đợi xem ông Tô Lâm có thể làm được gì với nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin giải quyết nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh, bài toán quá tầm của Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Dùng bom nước tập dọa Tô xanh mặt, chỉ Tô mới hiểu được. Có thể nói những ngày vừa qua, người dân Việt Nam đã phải chịu không chỉ một mà là liên tiếp nhiều tai họa lớn. Thứ nhất là thiên tai gồm bão và lũ lụt. Thứ nhì là nhân họa ập đến cùng lúc với thiên tai khiến núi lở cầu sụp. Đây là kết quả của việc phá rừng, khai thác tài nguyên quá mức và rút ruột công trình trong suốt một thời gian rất dài. Nhưng đó vẫn chưa phải là tai họa cuối cùng. Còn một tai họa nữa cũng đang nguy hiểm không kém, đó là việc Trung Quốc xả lũ nhấn chìm Việt Nam trong biển nước. Nếu nói Tô Lâm đi Mỹ lấy lý do là thực hiện nghĩa vụ quốc tế để qua mặt Tập Cận Bình,
thì Tập cho xả lũ như lời nhắc nhở rằng Ngộ có thể nhấn chìm dân Việt Nam trong biển nước nếu cần. Phía Trung Quốc viện lý do là đập của họ không thể chịu nổi sức nước tương đương cách nhà máy thủy điện Việt Nam hay đưa ra để biện minh cho việc xả lũ. Thoạt nghe, lý do có vẻ rất chính đáng, tuy nhiên đằng sau đó có thể là một lời hăm dọa ngầm rằng nếu Tô Lâm không biết vâng lệnh, lần sau Tập có thể cho nhấn chìm Việt Nam theo cách tương tự. Điều đáng nói là suốt nhiều năm qua, Trung Quốc chưa hề có động thái xả lũ để đe dọa Việt Nam như bây giờ. Năm này, việc Trung Quốc xả lũ ra cùng thời điểm mà Tô Lâm đi Mỹ và Phan Văn Giang đã đi Mỹ được vài ngày. Dùng sức mạnh của thiên nhiên để đe dọa cũng là một công cụ lợi hại. Nó thâm hiểm hơn cả chiến tranh bởi khó có thể lên tiếng chỉ trích kẻ gây ra họa khi họ có lý do có vẻ rất chính đáng. Từ nhiều năm qua, người Việt Nam có thể nhận thấy nhân họa do Đảng gây ra mỗi khi thiên tai ập đến, chỉ họa Bắc Triều được ẩn giấu dưới dạng thiên tai. Không loại trừ khả năng Bắc Kinh cố ý cho xây dựng nhiều đập thủy điện như một thứ vũ khí để đẩy Việt Nam vào thòng lọng của họ. Có thể Tô Lâm hiểu rõ ẩn ý đe dọa đằng sau việc Tập Cận Bình cho xả lũ nên đã ra lệnh cho Ban Tuyên giáo chỉ đạo báo chí phải xóa tin về việc Trung Quốc xả lũ. Nếu không có ẩn ý chính trị thì Ban Tuyên giáo không có lý do gì để phải sợ sệt đến như thế. Chơi với Mỹ rất đơn giản, hầu hết họ làm những gì minh bạch, không ẩn ý, không ngầm đe dọa. Đấy mới là bạn tốt nếu Đảng biết trân trọng. Nước Mỹ không cần chống cộng sản như trước năm 1975 bởi thế giới đã đi qua thời kỳ chiến tranh lạnh với xung đột ý thức hệ. Ngày nay nước Mỹ có thể kết thân với một quốc gia cộng sản vì lợi ích của đôi bên. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của Đảng, và nếu những người lãnh đạo của Đảng đủ bản lĩnh, thì Việt Nam hoàn toàn có thể tiến gần tới Mỹ hơn. Trong khi đó, chơi với Tàu thì phải hiểu ẩn ý của họ, cách đập thủy điện lớn của họ ở thượng nguồn sông Hồng, sông Mekong và các con sông khác của Việt Nam là những quả bom nước treo lơ lửng trên đầu người dân Việt Nam. Nếu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam làm phật ý họ, thì họ có thể xả những quả bom này bất cứ lúc nào. Dù Tô Lâm đã đi sang Bắc Kinh đành lễ sau khi lên ngồi, tuy nhiên có vẻ như Tập Cận Bình vẫn không hài lòng. Việc Việt Nam xích lại gần Mỹ sẽ là bước đi thách thức đối với Tân Tập. Nếu ông Phan Văn Giang ký được những hợp đồng lớn mua vũ khí của Mỹ, thì không biết ông Tô Lâm sẽ ăn nói thế nào với Tập đây. Nội bộ của Đảng đang rối ren. Tô Lâm dù là Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng chưa thể điều khiển được phe quân đội. Do đó có thể Tập Cận Bình sẽ xem Tô Lâm là kẻ vô dụng. Thượng tầng chính trị chỉ mãi lo đấu đá lẫn nhau mà không quan tâm đến việc chuẩn bị phòng ngừa thiên tai. Đảng thì chẳng mãi lo làm vừa lòng bạn vàng, vừa tham, vừa gian. Cuối cùng thì người dân Việt Nam phải gánh tất cả mọi tai họa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Dùng bom nước Tập dọa Tô xanh mặt, chỉ Tô mới hiểu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de